bún gỏi già cho một ngày la cà ở chỗ mấy khôi á mấy nay trời cũng ấm nóng hơn chút xíu cho nên là ba mẹ con tranh thủ đi dạo hít thở không khí trong lành nãy mấy anh chị cũng thấy hoa bắt đầu khoe nhau đua sắc rồi đó mà ở đây không biết có anh chị nào đã từng thưởng thức qua món bún gỏi già này chưa ha mấy khôi được biết đây là một trong những món đặc sản của sóc trăng Mấy Khôi thì chưa được ăn ở chính góc Mới nghe qua thôi à Hôm nay vào bếp nấu thử nha Nếu mà em nấu lỡ có bị trật á Thì xin mấy anh chị đừng có cười chê Mà hãy chỉ giáo cho em đôi đường Để lần sau em nấu nó sẽ ngon hơn Rồi mấy Khôi trụng qua thịt với xương nè Sau đó thì đổ ra cái rổ Cái nồi mấy Khôi sẽ rửa lại cho thiệt là sạch Rồi cho nước vào Cái này để mình đi hầm nước lèo đó Xương với thịt đó thì mấy Khôi cũng rửa lại cho nó sạch luôn rồi cho vào đây là một củ hành tây bây giờ công cuộc hầm nước lèo xin được bắt đầu trong lúc nấu mà nó có bọt thì em sẽ vớt bọt bỏ đi nha mấy anh chị mà cái sự tích của cái món bún gỏi già này mới khôi nghe được là bắt nguồn từ món gỏi cuốn tức là thay vì cuốn bánh tráng rồi chấm tương này kia ăn đó thì mình sẽ bỏ vào trong tô rồi chan nước lèo lên em nghe vậy đó mà không biết đúng hay không rồi cái miếng thịt nạc này em luộc á thì nó chín rồi mấy khôi sẽ gấp ra nha bún tươi thì mấy khôi mua không có cho nên là sẽ luộc một nồi bún khô và trong lúc chờ đợi cái nồi nước lèo thì không lẽ em đi ngủ nó kỳ cho nên là em sẽ làm cái uh, sốt tương nha cho chảo vào dầu rồi mình sẽ đợi dầu nóng mà lúc nãy dầu chưa nóng em đã cho tỏi băm vào rồi đó mình phi cho nó hơi vàng vàng thì đổ ra nha dầu thì em tách riêng còn hành hành không phải hành lộn tỏi thì em sẽ để riêng để lát nữa mình cho vào trong cái tô bún đó tận dụng cái chảo mấy khôi sẽ cho vào đây là bơ đậu phộng nè rồi mấy khôi cho thêm vào đây là sốt hồi sinh xong gọi là sốt tái sinh ta nếu mà chị nào không biết á thì kiếm cái chai uh, sốt tương đen ăn phở đó rồi em cho vào đây là nước lạnh với lại uh, tương ớt nếu mà mấy chị không ăn cay á thì khỏi cho nha chứ cho vào lát nữa khỏi ăn đó xong rồi em sẽ nấu cho cái sốt này nó sôi lên và nó hơi sệt sệt lại thì em tắt bếp là xong cái phần sốt xong mình quẹo lại cái nồi nước lèo á em hầm nãy giờ cũng lâu rồi đó cái nồi nước lèo nó ngon nó ngọt rồi á thì mấy khôi sẽ cho vào đây là tôm đó cái món này là nó có thịt nạc với lại tôm không nói chung là mấy chị ăn gỏi cuốn mà có tay heo này kia nữa đó thì mấy chị làm thêm tay heo nha ở đây mấy khôi chỉ dùng thịt nạc với lại tôm thôi tôm chín thì sẽ vớt tôm ra nè rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm cái nồi nước lèo ở đây thì mấy khôi chỉ nêm muối với đường còn mấy chị mà ăn bột ngọt hay là bột nêm thì mấy chị cứ nêm ha dạ và cái món này á thì nước lèo nó sẽ có vị chua chua nữa cho nên mấy khôi sẽ cho vào đây là nước cốt me nha Nói chung mấy chị nêm nếm sao mà nước lèo nó mặn mặn chua chua ngọt ngọt là ok là đó Dạ và trong lúc đợi nồi nước lèo nó sôi trở lại đó thì mấy Khôi sẽ đi cắt thịt với lại tôm là em lột vỏ ra hết luôn Và cái món bún gỏi già này sẽ thường đi kèm với gỏi cuốn Tại vì nó nguồn gốc từ gỏi cuốn mà Cho nên là em sẽ cuốn vài cái để ăn chung luôn nè Mấy Khôi sẽ bỏ rau bún với thịt tôm lên rồi bắt đầu cuốn lại nè nói chung em thì không có khéo tay luôn mấy chị ơi cho nên là mấy cái cuốn cuốn này nhìn nó cũng được được thôi à chứ không có xinh tươi đâu rồi giờ mình quay lại với nhân vật chính ngày hôm nay đó là bún gỏi già nha mấy chị nói chung gỏi cuốn có cái gì là tô bún này nó có y chang gì đó nó có sốt tương luôn nè và em cho thêm tỏi vào nữa cho nó thơm rồi bây giờ thì mình trang cái nước lèo này lên nãy mấy khôi quên cho đậu phộng sẵn cho nên là sẽ cho vào đây một ít đậu phộng rang vàng giả nhỏ nha đó mấy chị nhìn cái tô bún gỏi già này nó y chang gỏi cuốn ha chỉ thiếu là nó không có bánh tráng thôi rồi bây giờ mời mấy anh chị ăn chung với Mai Khôi nha Dạ mà Mai Khôi thấy mấy cô chú bán cái món này á, là có hẹ nữa Nhưng mà Mai Khôi không có mua được cho nên là thay bằng hành lá Cái nước lèo thì ăn sẽ chua chua ngọt ngọt Thơm cái mùi à, sốt tương chấm gỏi cuốn đó Và em có cho thêm vào xíu ớt nữa để cay cay hít hà cho nó đã Mình để nhẹ cái tô bún gỏi già xong rồi tráng miệng bằng cái gỏi cuốn Thấy cũng hợp lý ha mấy anh chị <laughs> Và nấu cái món này á, Mai Khôi thấy cũng lợi nè Nấu một món nhưng mà sẽ được hai món Bánh da lợn tuổi thơ của anh chị nào vào nhận nè Hôm nay nhà mấy Khôi có đi dạo ở một thành phố rất là xinh đẹp ở Bỉ Trời thì trong xanh, mây trắng, nắng vàng, chim đuôi nhau bay lượn Bụng thì cồn cào, réo réo, do đói bụng đó mấy anh chị Ở Bỉ thì có một loại bánh đặc sản đó là bánh waffle Nhưng mà em chỉ nôn về nhà để mà làm bánh da lợn thôi Mấy nay cũng thèm cái món này dữ lắm rồi Trước khi đi là mấy Khôi đã ngâm đậu sẵn rồi Cho nên khi mà về là tấp vào bếp làm luôn cho đậu xíu muối với lại nước em sẽ nấu cho đậu nó chín mềm nha à lúc nấu mà có bọt á thì mấy khôi sẽ vớt bọt bỏ đi rồi đậy nắp lại nấu nhưng mà lúc đậy nắp á thì mấy chị nhớ là để lửa nho nhỏ thôi chứ mà để lửa lớn là tao nói núi lửa nó phun trào đó đậu chín mềm rồi thì mấy khôi sẽ để qua một bên mình đi chuẩn bị phần lá dứa nhà chị nào mà có trồng sau hà đó thì ra sau hà hái còn không á thì quẹo ra cái tiệm đầu hẻm mua em là phải đi tuốt xa mới mua được đó chứ đầu hẻm cũng có bán luôn <laughs> lá dứa thì mới khôi bắp đại nắm mà chứ cũng không có đo đông cân đếm gì hết trơn á hình như nó đâu cũng khoảng hăm mấy ba chục cái đó rồi cho nước vào và xay nhuyễn nha về phần bột thì mấy khôi sẽ có bột năng bột nếp bột gạo chi tiết từng nguyên liệu mấy cô sẽ ghi ở trên màn hình nếu mà mấy cô mấy chị mấy anh mấy chú mấy bác mấy em mấy dòng họ hai bên nội ngoại mà coi không có kịp đó thì mình nhấn vào cái nút xì top một cái đó rồi chụp màn hình để lại là coi được nha rồi có bao nhiêu nguyên liệu trên màn hình là em gom hết vào trong cái tô này nha sau đó sẽ khuấy cho bột nó tan ra hết à chị nào mà muốn gọi là có một cái vẻ đẹp lồng lộn rực rỡ ai cũng phải ngoái nhìn không ý là cái bánh á thì mấy chị cho vào đây chút xíu tinh chất lá dứa, còn như mấy khôi thì để nguyên cái màu xanh lá dứa để mang một cái vẻ đẹp là dịu dàng mà không chói lóa đó. Đó, rồi bây giờ mình qua cái phần bột đậu xanh nha. Đậu xanh để nguội rồi, em cũng sẽ cho vào đây là bột năng và bột nếp rồi nước cốt dừa. Nói chung nguyên liệu trên màn hình em cũng gom hết vào đây. Sau đó thì mấy khôi sẽ xay cho cái phần này nó nhuyễn ra luôn nha mấy chị nha. Xong rồi mấy khôi sẽ để cái phần đậu xanh với lại bột mà lá dứa nó nghỉ ngơi chút xíu đi mình đi làm cái khuôn bánh. Mấy chị nhà có khuôn gì thì chơi khuôn đó luôn Ở đây em dùng cái khuôn này thì nó hơi dày nha Nhưng mà không sao, chỉ có tốn điện tốn ga một chút xíu à <laughs> Sau khi quét một lớp dầu mỏng lên khuôn rồi Thì mấy Khôi sẽ đem đi hấp ha Mình hấp cái khuôn này cho nó nóng đó Đâu tầm khoảng 5 phút không tùy theo khuôn dày mỏng nữa rồi cái phần bột á thì mấy khôi cho nó nghỉ một chút xíu à chứ bây giờ đói quá rồi mà đợi nữa thì không biết khi nào mới có ăn luôn mà không chắc đêm nay em cũng không có bánh này ăn đâu mấy chị ơi nếu mà có giờ đó thì mấy chị cho bột nghỉ tầm 10-15 phút nha rồi cái khuôn nóng rồi thì mấy khôi sẽ cho bột vào thường mấy chị hay nghe là lady first đúng không? thì cái bánh này là màu xanh lá dứa first nha tức là mình phải đổ cái màu xanh lá dứa trước rồi tùy theo cái độ dày mỏng mà mấy chị đổ ha ở cạnh bên đó em tranh thủ em bắt thêm một cái nồi nữa em hấp mấy cái khuôn nhỏ nhỏ cho nó mau khi mà mình thấy cái lớp đầu tiên nó đã săn bột lại nó gần chín rồi đó thì mình sẽ đổ tiếp cái màu bột đậu xanh vô nè đó mà lúc nãy em quên á là cái màu lá dứa em cho bao nhiêu vá cho nên em phải coi lại video. <laughs> Vậy tính ra là vừa làm vừa quay video nó cũng tiện đó mấy chị. Rồi bánh chín á thì mấy khôi sẽ để cho nó 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 nguội nha chứ không có ăn được liền. Đó, công nhận làm cái bánh này nó cũng đơn giản và nhanh gọn mấy chị ơi. Ngâm đậu từ sáng hôm trước mà tới sáng hôm sau mới có bánh ăn. <laughs> bánh mà sau khi để qua một đêm thì nó nguội ngắt luôn rồi. Bây giờ em sẽ gỡ nó ra nha. Đó, mấy chị thấy cái bánh nó mềm mại nó ngon không? chị nào mà muốn nó dai hơn á nó sọt sọt sọt, sọt hơn á thì mấy chị bớt cái lượng nước lại nha nhưng mà mấy khối thấy ăn bánh mềm á là nó sẽ có hai cái lợi trước mắt đó là nhai đỡ bị mỏi cơ hàm cái thứ hai là bánh để lâu á nó không ừ. có bị cứng bánh đó cái này thì tùy theo mỗi chị nha tại vì mỗi người sẽ có mỗi gương. bánh mềm dai nhẹ mềm lắm bánh mềm lắm chị nào mà muốn nó 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 sực nó giòn hơn á bớt cái lượng nước lại nha dạ và mấy chị thông thái ở đây cho mấy khối hỏi một câu là tại sao không gọi là bánh da heo mà gọi là da lợn Cục than tổ ong này mà ăn được mấy chị có tin không? Bóng sữa mình là mai khôi Nói chứ nhìn qua cái là mấy chị biết cái món bánh gì rồi ha Trời nó hot rần rần luôn bánh than tổ ong cái trend này á là mấy khôi tính bỏ rồi mấy chị bỏ rồi là tại vì em không có tìm được cái tinh bột than tre nhưng mà dòng đời đưa đẩy cái ló nó khó cái khôn nói tuyệt ra là do nhiều chuyện đó nằm lướt video top top thì thấy là có mấy bạn dùng bánh oreo để làm trời dễ vậy thì làm gì mà em bỏ qua được cộng thêm nhà đang có sẵn bánh của hai bằng nhỏ nữa chôm làm liền luôn mới khôi cho sữa tươi vào trong bánh lúc đầu á là em không có tính dùng máy đâu mình khuấy khuấy bằng tay nó cũng tan nhưng mà khuấy hoài em thấy nó không có được mịn nó không có nhuyễn cho nên là đi lấy cái máy xay cầm tay để mà xay đó cuối cùng dùng cái máy xay cầm tay thấy nó cũng không ổn thôi bỏ vào trong cái cối xay cho nó chắc ăn xay cho nó mịn nó nhuyễn như thế này á thì mình cho vào trong cái khuôn rồi, đó, lúc đầu á, là tính là khuấy bằng tay để đỡ phải rửa máy Nhưng mà cuối cùng bây giờ là rửa vừa tô, vừa máy cầm tay, vừa luôn cả cối xay <laughs> Trong lúc đợi cho bánh nó hấp chín thì mấy Khôi sẽ đi làm cái phần kem để mà ăn chung nha Còn mấy chị không muốn thì mình bỏ qua cái phần kem này cũng được Cái này thì mấy Khôi sẽ làm phần kem trứng Lấy hai cái lòng đỏ trứng này thêm đường đánh cho nó tan ra mà kiểu nó hơi bong bong nhẹ đó Thì cho cái phần tinh bột bắp này vào khuấy tiếp rồi đây là sữa tươi không đường, mấy Khôi sẽ nấu cho nó nóng lên kiểu nóng ấm thôi chứ đừng có để sôi nha mấy chị rồi mình cho từ từ vào trong cái phần trứng này đã cho vừa cho vừa khuấy cho cho cái ào cái là trứng nó chín luôn đó khuấy xong rồi á thì mấy khôi sẽ cho ngược lại vào trong cái nồi mới nấu sữa lúc nãy đó và cho vào đây xíu muối rồi bắt lên bếp để lửa nhỏ nhỏ thôi mấy chị vừa cho vừa à, lộn vừa nấu vừa khuấy nè khúc này đừng có đi đâu chơi nha cái này mình nấu nó nhanh đặc lắm và khi mà thấy nó hơi sạch sệt rồi thì tắt bếp cho vào đây miếng bơ cho nó thơm nó béo và một xíu vani là rồi bao nhiêu công lực mình khuấy nè mà hay ha, sao khuấy cái kem này tự nhiên cái nguyên người con nhỏ nó lắc toàn thân vậy trời Rồi mấy Khôi sẽ để cái phần kem đó qua bên cho nó nguội Mình quay lại với cái bánh này, cái bánh nãy giờ em hấp nó cũng lâu á, đâu cả tiếng đồng hồ hơn đó Rồi mình xiên vô này kia thấy nó cũng khô ráo chín rồi thì mấy Khôi tắt bếp để cho nó nguội chút rồi mới lật lấy bánh ra nha Rồi mấy chị nghĩ cái món bánh này em có nên dâng lên hoàng thượng để chuộc lỗi không? Trời dễ gì con nhỏ nó bỏ qua mấy chị mà nhìn mặt thấy cũng hối hận ghê ha. <laughs> Quan thương thần thiếp đã biết lỗi lầm rồi lần này hoàng thượng hãy nhận của thần thiếp chứ đừng có bom hàng nữa <laughs> bánh nguội rồi thì bây giờ em sẽ lấy cái ống hút đó nhà có cái hút nào bự nhất á là mình sẽ chọt xuống và lấy lên nha để mình tạo cái lỗ lỗ cho giống cái than tổ ong đó mấy chị rồi công nhận con nhỏ này nó rảnh ghê luôn hết trời Mấy chị thích muốn có bao nhiêu lỗ thì mình tạo bấy nhiêu nha Còn không ấy ví dụ như mình bao nhiêu tuổi đó thì mình có thể ịn lên bấy nhiêu đó Cái này thì mình có thể lấy hết cái phần bánh lên luôn hoặc là lấy khoảng 3 phần 4 thôi cũng được Ở đây thì mấy Khôi sẽ lấy tùy lỗ nha Lỗ lấy hết, lỗ lấy chừa lại Nhưng mà em muốn ăn nhiều kem á cho nên là em sẽ lấy hết là đa số Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nhân kem lúc nãy mình làm xong nè Wow trời ơi nhìn cái bánh này mấy chị Xấu ha <laughs> Tình là nó không có giống như trong tưởng tượng của em Trước khi em bắt tay vào làm cái bánh này Thôi bây giờ mình ăn thử xem cái kết cấu Cái vị, cái mùi của nó như thế nào Mời Minh chị Bánh ừ. ăn thì mềm Dính răng bánh này mấy khối không có cho bột nở bột nổi vào đó cho nên là cái bánh nó sẽ kiểu đặc đặc nó hơi mềm mềm chứ nó không có kiểu bông xốp như là bánh bông lan mà mấy chị hay ăn đâu nhưng mà em thấy cũng ổn đó sao phải ngửi nữa trời ngon không và mấy khối thấy là ăn lạnh nó cũng ngon nha nhưng mà cái bánh nó sẽ săn lại hơn một chút đó chị nào mà không có tin bột than tre mà muốn đu cái bánh này thì thử nha